Rồi, hello anh chị nhà mình nha. Chúc anh chị có một ngày mới tốt lành và thật là nhiều sức khỏe à. Thì hôm nay em cập nhật cho anh chị nhà mình các mẫu xe mà bên em mới về nha. Đấy, thì nói chung là giá của nó thì sẽ dao động là từ hơn 200 một xíu cho đến hơn 400 nha. Đấy, và có đầy đủ các mẫu 4 chỗ cho đến 7 chỗ cho anh chị mình dễ dàng lựa chọn. Và em sẽ có hỗ trợ trả góp một số xe cho anh chị nhà mình nha. Thì chiếc đầu tiên em lên cho anh chị nhà mình cùng xem là một con Mazda 2 đời 2018, số cơ động máy 1.5 nha. À, con này còn rất là đẹp luôn. Con này là trao chỉ gầm bệ máy số còn nguyên zin hết. À, lốp này anh chị xem này. À, hai lốp trước là đã thay mới, đát lốp 2023 luôn. Đấy, còn rất chi là sâu luôn. Đấy, cái vỏ phía sau cũng thế này. Đấy, nói chung là cái vỏ sau thì nó không có dày bằng hai cái lốp trước. Hai cái lốp này là hai cái lốp zin keo xe luôn. Đấy. Rồi thấp bên trong xe cho anh chị nhà mình cùng xem. Con này là một dòng xe sedan, nói chung là được rất là nhiều người ưa chuộng ở cái thị trường Việt Nam. Và nói chung là về cái thị phần xe cũ, em biết khi mà khu được mấy cái xe này, chủ yếu là mấy anh lái hay là mấy cái anh mà chuyên đi khu mua thì mới khu được mấy cái dòng xe mà đẹp như thế này thôi. Đấy, còn lâu lâu mới về được một chiếc. Đấy, anh chị mình tham khảo thử nha. Chiếc này thì em đang để giá là 368 triệu bao rút hồ sơ cho mình. Đấy, anh chị nào quan tâm thì cứ inbox ngay về em. Đấy, đến xem xe mình còn khương được thêm nha. Đấy, cái dòng Mazda là một cái thương hiệu của Nhật cho nên là cái xe anh chị biết rồi, nó cực kỳ là bền chắc và nó không bị hư hỏng cũng như là gọi là về nhiều cái vấn đề về máy móc nhiều đó. Anh chị xem này, đó, cái phần cắp bi trên xe này còn rất là đẹp nha. Phần sườn trên vô lăng cho anh chị nhà mình cùng xem này còn rất là rõ nét. Con này thì Odo mới chỉ chạy được hơn 60.000 cây thôi đó, còn rất là ok nha. Điều hòa auto này, con này thì nó vẫn giữ cái màn zin. Nếu mà anh chị muốn thì bên em sẽ có hỗ trợ cho mình lên được luôn cái màn hình Android để giá thợ cho anh chị nhà mình luôn nha. Đấy, con này là lên được cái camera hành trình rồi này, camera lùi cho mình đầy đủ hết rồi. Chiếc này về anh chị thì có việc sử dụng thôi, không có cần phải làm gì nhiều. Đó, hàng ghế da là ghế da nguyên zin xe luôn này, vừa là da mà vừa là nỉ luôn chị nha. Đấy, dù cái lớp ở trên này á, khi mà mình ngồi lên á là không có cảm giác nóng, còn cái phần ở dưới này á là nó cũng như vậy anh chị, nó khoác được cái nhiệt cho mình ngồi lên nó rất là thoải mái luôn. Điều hòa là đầy đủ hết. Hàng ghế sau cho anh chị mình xem này, đấy, cũng rất là rộng rãi nha. Ghế da nguyên zin theo xe hết, còn rất là đẹp luôn. Chiếc này anh chị mua về đi gia đình thì cực kỳ là hợp lý. Hôm bữa anh chủ trước anh bán lại cho em, anh bảo là đi từ Sài Gòn mà đi xuống dưới Đà Nẵng thì có 5-6 lít trên 100 cây à, rất chi là tiết kiệm luôn nha. Chị nào mà quan tâm đến một cái dòng xe sedan mà đi gia đình thì lựa chiếc này em thấy nó rất là hợp lý luôn. Và qua bên này em đang có một con Chevrolet Avell đời 2016, số cơ động là máy 1.5 luôn nha. Đấy, chiếc này thì nó rẻ hơn khá là nhiều so với chiếc Mazda 2 này. Chị mình mà có cái tầm tài chính nó hơi chênh một xíu á, mình lựa chiếc này. Đó, chiếc này em đang để giá là 225 triệu nha. Đó, con này thì cũng còn rất là đẹp luôn, không bị đâm đụng ngập nước gì hết nha. Đó, và đây là một cái dòng Chevrolet là cái thương hiệu của Mỹ nhưng mà nó rẻ, là cái lý do là nó gọi là rút khỏi cái thị trường Việt Nam rồi, cho nên là về cái mức độ xe cũng như cái giá trị xe nó tuy là cái xe nó đẹp nhưng mà cái giá trị xe nó không có đẹp bằng những cái cô xe khác. Đó, anh chị xem cái phần nội thất bên trong xe này. Đấy, cái phần cắp bi cửa cho đến phần cái cắp lô trên xe này còn rất là ok nha. Đời 2016 là cách đây cũng được 8 năm rồi chị, nhưng mà nó vẫn giữ được cái chất xe như thế này thì em thấy là nó cũng ở mức gọi là tương đối rồi. Con này thì điều hòa cũng mắc rưỡi nha. Và em thấy khi mà em review con xe này á, cái loa trên con xe này nghe rất là hay nha. Và màn của nó là một cái màn zin theo xe luôn anh chị này. Đấy, và em nghĩ là mình nên để luôn cái màn này đi. Đấy, vì nó kết hợp rất là nhiều tính năng rồi, như là đồ đĩa này, nghe nhạc này, em thấy cũng rất là hợp lý, mình không cần phải lên cái màn giải trí làm gì. Đó, mình để nguyên cái màn này em thấy cũng rất là ok. Qua đến cái phần vô lăng trên xe chị xem này. Cái vô lăng còn rất là đẹp và rõ nét nha, nó không có bị phai mờ hay là nhạt gì hết. Odo con này là hơn 80 mấy nghìn cây. 84.000 đó anh chị. Đó, xe rất là đẹp nha. Chị nào quan tâm đến một cái dòng xe mà số động giá hơn 200 một xíu thì lựa chiếc này nó rất là hợp lý nha. Em đang để giá là 225 triệu. Bao rút hồ sơ cho mình luôn.
Ghế da là ghế da này đã được bọc mới lại cho mình rồi đó, vì mình cũng không cần phải làm gì nhiều. Còn khách sau sau xe chị cho chị nhà mình cùng xem này, rất là rộng rãi nha. Cái này là do em đẩy cái ghế trước xuống nên nhìn nó hơi hẹp một xíu, nhưng mà ngồi lên nó cũng rất là rộng nha. Mình ngồi đi 5 người thoải mái vô tư luôn. Mấy con ốc này là vẫn còn nguyên si nguyên chuyện hết, không có tháo hay là bung vít gì hết anh chị. Con này thì nó lên cái cản gió phía sau này, nó nhìn rất là khỉnh khao luôn. Đấy, anh chị nào đang kiếm một cái dòng xe sedan số cơ động thì mình có thể tham khảo thử hai chiếc này của em nha. Chiếc Mazda là em đang để giá là 368, còn chiếc Chevrolet Aveo này em đang để giá là 225 triệu. Nó rất là phù hợp với cái tầm tài chính anh chị đó, để anh chị mình có thể cân đối nha. Chiếc Mazda này thì em sẽ có hỗ trợ trợ góp cho anh chị. Đấy, ví dụ mà anh chị mà có cầm tài chính mình chưa đủ thì mình có thể góp hàng tháng cũng được. Chiếc này mình chỉ cần trả trước đâu đấy là từ 150 đến 6 là lấy xe về được rồi nha. Và qua bên này thì em đang có hai con 7 chỗ cũng mới về luôn. Con này là Kia Carens đời 2010 số sàn nha. Chiếc này mới về, chưa có dọn, chưa làm gì hết á. Em đang để giá chưa dọn luôn là 185 triệu nha. Đó, con này thì cũng đã lên được cái camera hành trình, camera lùi cũng như là cái màn hình Android đầy đủ hết cho nên mình rồi. Đó, đối với cái những cái dòng Carens này tuy là máy 2.0 nó ngang với cái Innova, nhưng mà em thấy là con này nó đi nó vẫn tiết kiệm hơn và đi nó đầm hơn khá là nhiều so với Innova anh chị nhá. Đó, và cái hàng ghế thì mình để cái chân xuống nó cũng rất là cao ráo luôn, nhưng mà có điều là em thấy là cái gầm con này là nó hình như là thấp hơn so với Innova này. Đấy, cái mâm bốn lốp này là em thấy cũng rò còn rất là sâu nha anh chị xem này, mâm đã được phay lại rồi, rất là đẹp luôn. Cái này nếu mà anh chị cứ lên xem xe đi, cái giá em đang để là giá chưa dọn là 185 triệu, còn anh chị muốn dọn lên thêm á thì em sẽ cộng thêm cái tiền gọi là thợ vô thôi, chứ không có lấy thêm bất kỳ chi phí gì của anh chị nhà mình. Ví dụ như cái đèn đốm này bên em đánh bát đâu đấy là tầm 500-600 ngàn một chiếc thì em sẽ lấy đúng như cái giá đó luôn, nó không có thêm hay bớt gì hết anh chị nhé. Đó, cốp sau này. Đấy, ví dụ mà mình gặp hai cái hàng ghế sâu ở chiều trên lại nữa thì để rồi cực kỳ là nhiều, thoải mái luôn. Đây là một dòng xe 7 chỗ, nói chung là cũng được rất là ưa chuộng luôn. Chiếc này là trước em lấy về 3 chiếc mà bán hết rồi. Đó, hai chiếc này này với một chiếc màu đen ở đâu bên kia nữa cũng bán rồi. Mới về thêm một chiếc này. Đấy, anh chị nào kiếm 7 chỗ mà giá đâu đấy là tầm chưa tới 200 mình gửi chiếc này nha. Đó, rất là hợp lý luôn. Và cuối cùng là em đang có một con Toyota Rush đời 2018 số cơ động nha. Chiếc này thì em đang để giá là 435 triệu. Chiếc này sẽ có hỗ trợ trả góp cho anh chị nhà mình. Và đối với chiếc này thì em thấy nó đã được lên đầy đủ các phụ kiện cho mình rồi, mình về mình không cần phải lên thêm cái đồ gì nữa hết đó anh chị. Đấy, ví dụ như cái trần này cũng đã được bọc lại 5D rồi này, ghế da thì cũng đã được bọc lại mới cho mình rồi, camera hành trình, camera lùi cho mình đầy đủ hết rồi. Màn này là tuy là một cái màn ở keo xe mà em thấy là nó cũng được đầy đủ các cái tính năng như là vô cấp này, nghe nhạc cũng như là đầy đủ hết cho mình rồi. Đấy, như chiếc này anh chị mua về chỉ có sử dụng thôi, điều hòa đầy đủ hết nha, khởi động là khởi động Skycop này. Đấy, anh chị nào mà đang kiếm một cái xe mà số cơ động 7 chỗ đi gia đình hay là chạy dịch vụ á, nhưng rồi chiếc này em thấy nó cũng rất là hợp lý nha. Chiếc này là keo chỉ gầm bệ máy số là còn nguyên CS cho chị mình bao chiếc két thoải mái luôn. Đáp của 4 lốp này là đều là nguyên zin keo xe đó chị nha. Đó, giá em đang để là 435 triệu và sẽ có hỗ trợ trả góp chiếc này cho mình. Anh chị mang cầm đâu đấy là 150 đến 200 là lấy xe này về được rồi nha. Đấy, anh chị nào quan tâm đến các cái mẫu xe mà nãy giờ em giới thiệu lên cho anh chị nhà mình á thì anh chị cứ inbox ngay về. Đó, em sẽ để một cái giá tốt nhất cho anh chị nhà mình. Rồi, cảm ơn chị.